Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2023 rồi, em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 6 này. Thì dòng xe Toyota Veloz Cross này thì đang là dòng xe lắp ráp ở trong nước, được thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ. Với chính sách tăng cường ưu đãi cũng như là giảm 50% lệ phí trước bạ như vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Veloz Cross CVT. Bản này hiện tại đang có mức giá là 658 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 40 triệu anh em nhé. Và tặng anh em gói phụ kiện theo xe cơ bản và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em ạ. 1 năm bảo hiểm thân vỏ thì đâu đó gần 60 triệu. Và mức ưu đãi giảm 50% lệ phí của trước bạ của nhà nước đâu đó vào khoảng 40 triệu nữa anh em ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 675 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 668 triệu, trả góp thì đang là 147 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 650 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và tổng lăn bánh như thế này vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Bên em hiện tại đang rất nhiều xe sẵn xe giao ngay cái phiên bản CVT này để cho anh em có thể là cân đối lựa chọn lấy ngay ở cái thời điểm giữa tháng 6 này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái phiên bản Veloz Cross Top. Bản này hiện tại đang có mức giá là 698 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 50 triệu anh em nhé, lên đến trên 50 triệu và anh em được hưởng mức ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ thì tương đương đâu đó vào khoảng 41 triệu. Và tổng cái mức ưu đãi ở cái thời điểm anh em khi mua xe ở thời điểm này thì đâu đó nó vào khoảng hơn 90 triệu rồi đúng không ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 717 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 710 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 629 triệu, trả góp thì đang là 137 triệu. Với cái bản Veloz Cross Top này thì bên em hiện tại vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Và mức ưu đãi ở thời điểm này thực sự là nó đang cực kỳ tốt và là dòng xe MPV duy nhất được giảm 50% lệ phí trước bạ anh em nhé. Đó, anh em lên cân nhắc một dòng xe cực kỳ tối ưu, cực kỳ hot ở cái thời điểm giữa tháng 6 này. Ok, em xin phép được dừng video tại đây. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em ấy là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.